Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu trận đấu thứ nhất giữa hai võ sĩ nhí của Pickleboxing. Võ sĩ đầu tiên, xin mời võ sĩ Nguyễn Khai. Không bao giờ bỏ cuộc trong tập luyện. Và đây là lần đầu tiên làm chuyện ấy của Nguyễn Khang. Nguyễn Khang 11 tuổi, một tay phải, cao 1m4, nặng 30kg, đã tập tại Pickleboxing được 9 tháng, là trong một những thành viên nhí đầu tiên của Pickleboxing Hà Nội. Các bạn hãy chào mừng Nguyễn Khang. Và đối thủ của Nguyễn Khang là một chàng rất là máu lửa, nhỏ tuổi hơn nhưng mà rất là máu lửa. Và đây sẽ là một tài năng bí ẩn của boxing Việt Nam. Xin mời Nguyễn Lâm Anh. Nguyễn Lâm Anh, let's go. Wow. Wow. Nhạc ra đài cũng rất là đẹp luôn. Nguyễn Lâm Anh. Nguyễn Lâm Anh có ông ba mê boxing, cho cầu quýnh boxing, ai ngờ thành công mê boxing luôn. Nguyễn Lâm Anh năm nay 8 tuổi, thuận tay phải, cao 1m25, nặng 30kg, tập tại Pickleboxing cũng đã được 9 tháng rồi. Nguyễn Lâm Anh, trận đấu này con có cảm thấy như thế nào chứ, trận đấu? Bình thường. Bình thường, ok. Nguyễn Khang, con thấy cảm giác của con trước trận đấu như thế nào? Hả? Là sao? Hơi hồi hộp, bên kia bình thường. À, không biết à, giả bộ dù người ta nói hồi hộp rồi quýnh ghê đúng không? Ok, dù sao nữa thì hãy cổ vũ cho hai võ sĩ nhí của chúng ta nào các bạn. Rồi bây giờ để chỉnh sư phụ điều khiển trận đấu này cho kỹ kỹ, hai võ sĩ thì ghê đó. Ok, Nguyễn Khang, Nguyễn Lâm Anh là đây nào. Chưa mà, thả lỏng ra chưa? Chưa gì hết, làm ghê vậy. Ok, phải tuyệt đối nghe chủ lệnh của trình sư phụ nha. Trình sư phụ chưa ngừng, mà ngừng. Ok, mình sẽ có bài này. Thì đấu hết mình, vui vẻ lên, thể hiện cho mọi người coi cái tinh thần nhảy lệnh của mình như thế nào nha. Cùng gan nào. Quay gì lông đài? Quay gì lông đài? Làm xu ý vậy? Ready! Ready! Box! Oh my god! Yeah! Oh yeah! Mình cũng chát đầu tiên của Nguyễn Khang. Oh my god! Vừa rồi là cú body shot của Lâm Anh. Wow, vừa rồi là cú chắp overhand của Nguyễn Khang. Wow, Nguyễn Khang có vẻ có chiều cao tốt hơn và bắn tỉa, đang bắn tỉa Lâm Anh tốt hơn. Nhưng mà Nguyễn Lâm Anh cũng đang rất là máu lửa, bay vào tấn công và không sợ các bạn. Oh my god. Oh my god, yeah. Vừa rồi là một cú cắt cự ly phản đòn của Nguyễn Lâm Anh. Wow. Wow. Nguyễn Khang thì bắn tỉa rất là tốt, còn Nguyễn Lâm Anh thì tấn công rất là dồn dập. Gai gạt cái tay xuống đấm luôn. Oh yeah. Come on baby. Come on baby. Rất là chiến binh. Gai gạt cái tay xuống đấm luôn nha. Đã
thảm luôn. Oh my god, không sao. Sợ gì? Sợ gì? Oh my god, yeah. Gần hơn nữa. Oh my god. Oh yeah. Wow, rất là tốt quá. Oh, rồi là couple 3 đòn Nguyễn Lâm Anh. Và okay, Nguyễn Khang cũng tiếp tục di chuyển bắn tẻ. Ron vô đánh, Ron vô đánh. Oh my god, wow. Wow, Lâm Anh, oh my god, 3 đòn. Wow, rất là tốt. Wow. 10 giây, 10 giây. Oh my god. Wow, hiệp 1 rất là ngang bằng các bạn. Hiệp 1 rất là ngang bằng. Wow, bắn tỉa rất là tốt nha. Mệt không? Mệt. Wow. Wow. Sao? Bắt em mà thấy sao? Bình thường. Trời ơi, nãy nó hồi hộp quá. Rồi xong rồi hết hiệp hô bình thường, còn bên kia hơi mệt xíu kìa. Trời ơi, tôi không tin mấy người nữa đâu nha. Gán lên. Từ từ làm dữ vậy, từ. Chưa hết giờ nghỉ, làm xinh quá. Quay lên nào, hai giới sĩ lại đây. Đứng oh my god. Và đắc né của Lâm Anh. Đúng rồi, cứ đắc né tự tin lên. Nguyễn Khang thì vẫn tiếp tục chiến thuật bắn tẻ. Cứ vô đắc né tự tin sao con. Nào. Wow. Oh. Wow, vừa rồi là cú chém rất là chính xác của Nguyễn Lâm Anh. Cầm bồn rất là liên tục của Nguyễn Lâm Anh. Wow, rất là quyết liệt. Trời ơi. Lâm Anh ơi. Đúng rồi. Mệt rồi chạy đi, mệt rồi chạy đi. Cảm ơn con Nguyễn Khang. Rồi lấy hơi vô đánh tiếp. Bắn tẻ tiếp. Oh my god. Hai võ sĩ của chúng ta rất là kỹ thuật các bạn. Đúng là dân Sticker rồi. Oh my god. Tiếp mà chạy lép hút. Chỉnh Tiêu Phụ về phải phân tích trận này mới được. Trời ơi. Ok, rồi lép hút. Phải về phân tích trận này mới được. Rồi qua lép hút. Oh my god. Oh yeah. Oh my god. Yeah. Oh. Rất là quyết liệt. Các bạn có thể thấy là Nguyễn Lâm Anh rất là quyết liệt. Còn Nguyễn Khang thì tiếp tục bắn tỉa giữ cự ly rất tốt các bạn. Oh my god. Oh yeah. Tại sao của Nguyễn Lâm Anh rất mạnh nha. Còn Nguyễn Khang đang bắn tỉa rất là tốt. Di chuyển rất là tốt. Wow. Và phản đòn của Nguyễn Khang rất đẹp. Thở. Oh my god. Oh my god. Nguyễn Lâm Anh rất là nghe lời huấn luyện viên. Hai chàng trai này trước trận đấu đó nói là không. Ba điểm này nha. Oh my god. Oh yeah, hết giờ. Trời ơi. Sao cái mặt cưng xỉu luôn. Chiến binh hết hiệp hai hay sao? Chiến binh hơi mệt hả? Hơi mệt thì biết chưa mệt rồi. Để qua hỏi chiến binh kia hết hiệp sao thấy gì? Chiến binh giờ mệt quá hết nói nổi hả? Rồi tập trung quýnh luôn em, khỏi nói luôn nha. Hai võ sĩ nhí của chúng ta thể hiện rất là đúng chiến thuật và kỹ thuật các bạn.
rất là đúng chiến thuật và kỹ thuật rất tốt. Vậy nào, round 3, first. Hiệp cuối, máu lửa lên nào, các chiến binh nhí. Vừa rồi là cú 36 của Nguyễn Khang. Cú phản đòn mà cú tay sao của Nguyễn Khang rất đẹp. Nguyễn Lâm Anh đang tấn công, dồn lên để lấy điểm. Vừa rồi cú fly hook, vừa rồi combo 4 đòn rất là ghê. Trời ơi, chuẩn bị fly hook, nhìn người ta. Trời ơi, đừng có nhìn muốn mình nguyên con trai. Mỗi lần mà Nguyễn Lâm Anh tấn công được là Nguyễn Lâm Anh. Vừa rồi cú chồng tròn timing rất đẹp. Nhưng mà Nguyễn Lâm Anh mỗi lần chúng là chúng 4 năm cú không à. Đừng có kêu sư phụ con. Tiếp tục đi con. Ghi điểm cho là vừa rồi là 2 cú body shot. Điểm số hiện tại đang rất là ngang bằng nhau. Hai võ sĩ này ghê quá. Chị phụ bắt hai võ sĩ này luôn nha. Chỉ là mình có những pha mà lách né phản đòn rất là ghê với bạn. Kết quả của trận này hơi căng à. Mời hai võ sĩ qua đây. Nguyễn Lâm Anh qua đây. Nguyễn Khang qua đây. Quýnh xong thấy sao con? Khá mệt hả? Hồi nãy tôi mới nghe ông nói là ông hơi hồi hộp sao quýnh ghê vậy? Sao con có những cái phân bồ quýnh ghê vậy? Ai dạy con là hay dữ hả? Thầy Dũng hả? Thầy Dũng rất là dạy con, hai đứa rất là tốt nha. Con á thì quýnh bắn tỉa rất là đẹp. Còn con nó quýnh nhiều cái bồ rất là đẹp luôn. Bây giờ làm khó thì sư phụ quá, giờ không biết cái trận này rất là khó chấm điểm à. Giờ đến sư phụ suy nghĩ và ai thắng. Em không hiểu con có thắng không? Không chắc lắm, còn con. Ok, bây giờ nghe kết quả nha. Và trận đấu này hoa rồi, ôm nhau về tiếp tục. Chúc mừng con huy chương đầu tiên của boxing nha. Chúc mừng con huy chương đầu tiên boxing trong cuộc đời nha. Rồi, cảm ơn hai nhà vô địch, rồi về nhà mở phim lên coi lại. Trận đấu quá hấp dẫn. Trịnh sư phụ bắt hai con gà đó nha. Phụ huynh coi sao đưa hai con gà này qua nha.